Chỉ với 5 tỷ 900 triệu đã sở hữu được một tòa chung cư mini với diện tích 45m2 với 6 tầng và 10 phòng khép kín, mang về dòng tiền hơn 9% một năm. Phòng nào cũng có ban công và cửa sổ. Nguyên sàn tầng 1 đều được sử dụng làm chỗ để xe. Vị trí nằm tại khu vực Cổ Nhuế, nơi có rất nhiều các trường đại học như Học viện Tài chính, Đại học Mỏ Địa chất, Đại học Tài nguyên Môi trường, Đại học Tài chính Ngân hàng, cho nên nhu cầu thuê ở đây cực kỳ cao và giá thuê cũng rất tốt. Tầng 1 này chủ nhà cũng sử dụng để máy giặt và máy sấy chung cho cả tòa. Từ tầng 2 đến tầng 6, mỗi tầng được chia làm 2 phòng, tương tự như nhau. Thiết kế nhà vệ sinh và bếp ở ngay phía ngoài. Sàn thì là sàn gỗ công nghiệp, các thiết bị nội thất rất đầy đủ và tiện nghi. Phòng ở phía trước này thì khá là rộng, chỗ này hoàn toàn có thể đặt thêm bàn làm việc hoặc là bàn học nữa vẫn thoải mái. Bên này là tủ giày này, rồi bàn trang điểm và khu vực bếp lúc ở ngay đây. Một phòng như này thì khả năng giá thuê ít nhất cũng phải rơi vào từ 4 cho đến 4 triệu rưỡi một tháng. Và một cái điểm tôi rất thích ở căn phòng này đó là vừa có cửa sổ lại vừa có cả ban công ở đây nữa. Phòng rộng như này thì kể cả ở hộ gia đình cũng rất thoải mái. Một cái nhược điểm nhỏ mà tôi thấy ở cái tòa chung cư mini này đó là cái mặt tiền nó hơi nhỏ, nó chỉ có hơn 3 mét thôi. Nhưng mà chính vì mặt tiền nó nhỏ cho nên thửa đất nó dài, vậy nên là chia 2 phòng nó rất là hợp lý. Và một cái nhược điểm nữa của tòa chung cư mini này đó là mặc dù cái mặt ngõ trước nhà nó không quá nhỏ, nhưng mà ngõ đi vào thì hơi nhiều ngoặt một chút, từ đường lớn vào mất tới 3 ngoặt cơ. Tuy nhiên là xe ba gác vẫn đi vào thoải mái mọi người nhé. Nói chung, nếu anh chị nào có tầm tài chính hơn 5 tỷ, gần 6 tỷ thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời, bởi vì nó mang về dòng tiền cực kỳ cao và trên thị trường hiện tại hiếm có căn nào trong phân khúc này mang về dòng tiền tốt đến như vậy. Theo bạn, tòa chung cư mini này có đáng để đầu tư hay không? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Đừng quên follow Vũ Khỏe để nhận thêm thật nhiều thông tin, kiến thức về xây dựng và đầu tư tòa chung cư mini dòng tiền tại Hà Nội.